TV, kênh truyền hình giải trí thế hệ mới. Khó lắm. Mau chóng triệu tập Otibo. Nói bao đi tiền Usaro. Nói với nó là phải bắt cho bằng được con Dizibel thì mới được quay trở về đây, biết chưa? Dạ được, thưa nữ hoàng. Tôi đi liền. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây có thể hỏi lời lính cảnh đó? Bugali, nè nè nè, là ta đây, mệt gần chết luôn. Đã biết ta nhỏ bé như vậy mà trốn ở cái hang động ta không thể nào tìm ra. Trốn gì mà trốn kỹ quá vậy hả? Trốn vậy có ai mà tìm ra chứ? Vậy có gì vui? Mai mốt quá làm ơn trốn chỗ dễ tìm. Sao bà lại quay trở về đây chứ? Bà không ở lại trên mặt đất sao? Dizibel, ta có một tin xấu muốn nói cho cô nghe. Mẹ của cô và Boo Boy hiện giờ đang bị bắt. Ai bắt chứ? Betty. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Ủa, mày còn tới đây để làm cái gì? Đừng nói mày bị bọn nhà giàu đuổi đi rồi nha. Anh hai, mẹ đâu? Em có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Em mới nghe được một thông tin từ công ty. Có người nói muốn giết chết Đoan Xoan. Em cần phải nói cho mẹ biết chuyện này. Vậy thì mày tính sẽ làm gì đây? Cứu ông ta? Làm ơn đi Paulo. Nếu là tao, tao sẽ giữ im lặng. Những người như ông ta nếu như không có người muốn giết chết thì mới chuyện lạ đó. Cứ mặc kệ ông ta đi, quan tâm làm cái gì? Hay là mày còn muốn gì ở ông ta nữa? Xin là mày tự do rồi mà. Nhưng mà... Làm ơn cứ để mặc kệ ông ta đi. Ở đây không cần anh hùng trong truyện tranh. Mày có thể làm bị thương chính mình. Cứ nghĩ đây là cái nghiệp mà ông ấy cần phải trả. Ăn ở làm sao thì bây giờ phải trả giá như vậy thôi. Cô Betty, mọi thứ sẵn sàng. Vậy thì tốt. Mau đưa hai người này ra ngoài đi. Còn muốn là chúng tôi đi đâu? Từ từ được không? Tôi nể tình ông là người lớn á. Nếu không tôi thủi ông cái trong chết luôn. Đi thôi. Cô muốn đưa chúng tôi đi đâu hả? Đi thôi. Ê, tôi thích bà rồi nha. Đi nhanh lên. Betty, nếu cô muốn giết thì cứ giết nhanh đi. Làm ơn tha cho Dizibel. Ông buông ra. Chẳng phải là bà rất ghét Dizibel sao? Bà muốn thấy mặt nó kia mà. Thôi đi Ava, nhìn mặt bà là tôi biết ngay mà. Cùng lắm tôi sẽ cho các người chết chung được chưa? Tôi hứa mà. Còn khốn, mau chết đi. Mau đưa bà đi nhanh lên. Đồ quái vật. Đi. Betty bị điên rồi. Cô ta nói là nếu cô không chịu xuất hiện, cô ta sẽ giết chết nữ hoàng Lucia và cả Boo Boy. Tại sao cô ta vẫn không chịu buông tha cho tôi chứ? Tại sao cứ phải lo mẹ tôi với Boo Boy vào trong chuyện này hả? Đó cũng là những gì mà ta đã nói với Betty. Dizibel, em cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm cách để cứu mẹ em và Boo Boy. Chúng ta phải nhanh lên. Theo lời của Betty, cô phải có mặt ở đó trước khi mặt trời mọc. Nếu không thì cô ta sẽ làm gì với mẹ cô và Boo Boy? Ta không cần phải nhắc lại đâu hả? Đồ khốn, tôi hận cô. Tôi hận cô. Các người định đi đâu hả? Bỏ tôi ở đây sao? Gì vậy? Trời sắp hả? Chắc tại tao đói bụng. Bụng ta kêu dữ lắm. Ta biết ngay mà, nữ hoàng Dianga sẽ không bỏ rơi ta. Bà ta cho người cứu ta. Các người chuẩn bị chết đi. Optimo. Optimo. Optimo à? Dizibel, có chuyện gì vậy? Em mau đưa bà Amafura chạy đi. Đi đi. Chạy đi, để ở đây bọn anh lo. Bukandi, chạy nhanh đi. Chạy thôi bà Amafura. Em có chắc những gì mình vừa nói không? Em nghe chính miệng Kido nói, tối nay anh ta sẽ lên kế hoạch giết chết ba chúng ta. Giết ba sao? Đúng vậy, anh ta còn có đồng phạm. Em cũng biết chính xác họ làm gì, nhưng mục đích của họ là giết chết ba của chúng ta. Vậy bây giờ bà đang ở đâu? Lúc nãy em có thấy ba đang ở trong công ty. Em cũng đã gọi điện cho cảnh sát rồi. Redo, em cũng biết chúng ta có nên làm vậy hay không nữa.
cuộc họp đến đây kết thúc. Tôi thật sự rất ấn tượng, Guido. Chiến lược của cậu đưa ra lần này cực kỳ hoàn hảo. Cậu biết không, đúng là tôi đang chờ đợi thư từ chức của cậu đó. Nhưng mà bây giờ không cần nữa. Cậu đã hoàn thành rất tốt công việc tôi giao cho cậu, tốt hơn cả mong đợi luôn đó. Tôi chỉ muốn cho ông thấy ông đã không sai lầm khi tuyển dụng tôi vào công ty này. Nhưng tôi biết ông đã sai lầm khi có kế hoạch đá tôi ra khỏi công ty. Nếu thật sự DCB không tới thì người mà bà nên trách là Amafura. Do cái chân của bà ấy quá ngắn hay do con gái của bà không còn yêu thương gì bà nữa. Nhưng mà dù sao tôi cũng sẽ phanh thay bà ra rồi luyện xuống cho các mập ăn thôi mà. Cô muốn giết thì cứ giết đi. Tôi thà chết chứ không để cho cô đụng tới con gái của tôi. Ồ, cảm động quá đi. Đúng là tình yêu của một người mẹ vô bờ bến. Còn mày thì sao hả thằng Lùng? Mày đã sẵn sàng chết vì DCB hay chưa? Chị ấy là người bạn tốt nhất của em. Nếu như em có thể dùng mạng của mình để đổi lấy sự an toàn của chị ấy thì em cũng sẽ làm. Nghe mà muốn chảy nước mắt. Mong muốn của hai người sẽ được thực hiện nhanh thôi. Một khi mà tôi cảm thấy mất sự nhẫn nại đợi chờ DCB thì lúc đó tay của tôi sẽ không chịu nghe lời tôi nữa đâu. Tôi có nhiều đạn lắm, mất hai viên cũng đâu có nhầm nhò gì đâu chứ. Ê, được rồi Guido, tôi biết là cậu vẫn còn giận tôi. Lúc đó đúng là tôi hơi có nóng giận. Ông Doan, chắc ông chưa biết con người thật của tôi. Tôi không có giận, tôi chỉ muốn giết ông thôi. Chắc là con Isabel nó không tin là tôi có thể giết bà đó. Xin lỗi nha, nhưng mà tôi đã nói là tôi sẽ giết chết một trong hai người. Bây giờ ai là người đầu tiên? Con biết nên chọn ai đây ta? Là gì Alpha thân yêu, hay là bé Bubo dễ thương? Để xem. Chắc là gì đó. Dì cứ giả bộ chết trước đi nha. Chúc dì chết vui vẻ. Bán đi. Chỉ cần câu hứa với tôi là đừng có làm hại Decibel là được rồi. Tôi không biết. Dù sao tôi cũng đâu có biết giữ lời hứa thế nào đâu chứ. Bà chết rồi cũng đâu có ai thương tiếc cho bà đâu đúng không? Chúc ngủ ngon dì Ava. Con sẽ làm nhanh thôi mà. Đảm bảo dì sẽ không đau đâu. Betty, tôi đã tới theo như là cô nói đây. Decibel, mau thả bọn họ ra. Chuyện này mà. Bình tĩnh đi DCB, làm gì mất bình tĩnh quá vậy? Mày có còn nhớ sợi dây chuyền này không vậy? Đây là sợi dây chuyền mà mày đã dùng nó để qua mặt anh Redo đó. Mày có muốn tao cho mày thêm cơ hội để làm chuyện đó không? Tùy mày chọn thôi. Mày có muốn chết giống như là con người hay là chết như con cá? Ugh.
Guido, sao cậu lại trói tôi ở đây? Bởi vì ông dám chơi tôi. Tôi đã hết mình vì công ty của ông. Ông đã nói với tôi những gì? Cậu sẽ là chủ tịch mới của công ty. Ông cần thì ông gọi tôi đến, nếu không cần thì đá tôi đi là sao? Đến đây, nhìn cái này đi. Tôi kêu ông tới đây. Trong tòa nhà này không chỉ có hai quả bom như vậy đâu, còn nhiều lắm đó. Đi DCB, mày chọn đi, tao cho mày cơ hội để chọn mà. Từ giờ tôi không cần chiếc vòng cổ đó nữa. Tôi cũng không hề quan tâm là con sẽ giết chết tôi như thế nào. Chỉ cần con hãy nhớ những gì đã thỏa thuận giữa hai chúng ta, dùng mạng của tôi để đổi lấy sự an toàn cho mẹ và em của tôi. Nếu muốn tôi khuất phục thì bà nằm mơ đi. Bà có thể khiến cho tôi không thể cử động được, nhưng một khi trái tim tôi vẫn còn đập, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước bà đâu. Hãy đánh bệnh vào. Tôi cho nó biết dám đối đầu với ta thì sẽ đau đớn hơn là...